test này. Thấy không? Nhìn thấy gì không? Con nhìn thấy đây là cái gì không? Localhost K31B1L71 admin check category name hỏi chấm name bằng test. Đúng chưa? Nó sẽ tự động nó gửi lên một cái request lên cái đường dẫn là từ admin hất sang. Đúng chưa? Và nó sẽ là có cái đường dẫn là check category name.php với cái tham số đường dẫn là name bằng test. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải làm gì với nó? Đây này. Thì ở cái admin này tôi sẽ tạo ra một cái file mới là check-category-name.php đúng không? Đây check-category-name.php. Đúng như này chưa? Code PHP trong này, các bạn làm đi. Làm cho tôi. Có cần xem lại code phần bên này không? Đây. Đây nó ở phần add form nhá. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xong cái này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tạo ra cái file này. Và chúng ta test luôn. Ví dụ như kiểu là chúng ta check trong này luôn, chúng ta không vào MVC làm gì cả. Được chưa? Chúng ta tiến hành require one cái file là .sược app sược model sược category đúng không? .php. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái biến model bằng new category. Và sẽ có cái result bằng $model trỏ đến get category by name và truyền vào đây cái chúng ta sẽ có cái $name bằng $ get name đúng không, get name. Và chúng ta truyền vào trong này cái name. Cái hàm này có chưa? Hàm này có chưa? Chưa có thì tạo ra. Function get category by name. Name. Thì chúng ta copy lại cái mớ này. Select sound from cell table name cộng chuỗi với cái where name bằng .. $name sound set SQL execute load on row.
Không nhá. Không chưa? Hả? Đây á? À? Từ từ để cho thằng Minh nó xong đi ra. Không chưa? Này thì check. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái biến result bằng với cao ở quên nhập. Đây là lead đi, cái này tôi đặt là lead đi. Result bằng cao của cái đô la lead này. Nếu mà nó lớn hơn 0 thì chu bằng chu à, bằng phone chứ phones, còn khác thì bằng chu. Tiến hành echo ra cái biến result này. Được chưa? Đây là chúng ta sẽ dựa vào cái tên lấy được từ URL kiểm tra trong DB xem có cái tên nào nó giống như vậy không. Nếu mà có tức là cao lớn hơn 0 đúng không, thì sẽ trả về phone là sai. Còn nếu mà không có tức là cao bằng 0 ấy, thì sẽ trả về true. Được chưa? Chúng ta thử cái thiện th. Không có gì đúng không? Và chúng ta xem cái phần network này. Để nhìn thấy cái check category name nó. Đây. Respond. Cái gì đây? Review. Chẳng hiểu nó là cái gì luôn. Call stack. Cái gì đây? Time. Đó, lỗi tùm lum này trời. Ok này. Để tôi xem nó trả về cái gì cho 1, 2. Quái gì này, Fatal Error Require 1, à đây rồi. Fail to opening Require App Model Database. À, do mình không có cái hint. Lỗi của mình. Đây này, cái này mình phải bỏ cái này đi. Tạo ra một cái biến $hint. $hint bằng ...... sửa. Do mình nhé. Tỏi, may mà mình xem response reload lại nha. Tôi clear cái này đi này, tên danh mục này something cho nó trả về gì thế, trả về 1 nhá, đúng không? Return true là trả về 1 này. Bây giờ nếu mà tôi không trả sao lại phải trả về cái này, ngu học à? Sao lại trả về cái này nhỉ? Không phải. Nhưng mà tại sao lại trả về cái này? Như vậy thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Đây. If là if cao của lead nếu mà lớn hơn 0. Nếu mà lớn hơn 0 thì echo ra là
echo ra là tên danh mục, tên danh mục đã tồn tại. Còn L thì sẽ echo ra null. Để tôi thử phát. Ví dụ danh mục nào tồn tại rồi nhỉ? Đâu nhỉ? Đây tới bar shop này, category này. Bàn ăn tròn. Không có gì luôn. What the fuck? Ơ? Này khó dùng thế. Để tôi coi lại. Nếu mà cái này thì return echo ra false. Còn cái này echo ra true. Mình chưa dùng cái này ở bên get này bao giờ. Một này. Bạn ăn tròn. Không. Rồi xem lại cái method này nhé. Cho nó nhìn nào. Make email field. Sao vẫn cứ báo một nhỉ? Một là cái gì? Ờ? Tại sao nó cứ báo này nhỉ? Thôi rồi, cái này để tôi check lại nhá. Bởi vì tôi chưa dùng cái kiểu dạng get này bao giờ. Trước tôi toàn dùng dạng post hoặc là tự viết ra một cái rule mới thôi. Rồi để tí tôi check cái này xong. Rồi range length, chúng ta có cái range length này, cái thuộc tính range length này là cái check. Tức nghĩa là cái text của chúng ta phải nằm trong độ dài bao nhiêu đấy. Min là 2, max là 6. Ví dụ viết như này. Tiếp theo là range method thì cái này nó sẽ check số nhá. Check số, cái số này của chúng ta là ví dụ điền chữ vào tèo, đúng chưa? Và chúng ta điền 14 vào đây thì pass. Tức là số của chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng lớn hơn bằng 13 và nhỏ hơn bằng 23 thì nó mới pass qua. Thì ra đây check số, chúng ta có thể dùng cái này để validate cho cái việc chúng ta ép sản phẩm vào trong DB ấy. Được chưa? Phone US thì bỏ qua, chúng ta không dùng cái phone này. Number method thì chúng ta có cái number true này. Thì là nó sẽ bắt chúng ta phải nhập số vào, nhập chữ vào tèo, nhập số vào thì pass, đúng chưa? Hết rồi. Đấy là jQuery Validate, nó sẽ hỗ trợ chúng ta một vài cái. Còn cái phần remote này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong buổi sau, hoặc là nếu tí cuối giờ còn thời gian tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Ví dụ đây tôi sẽ là thêm một cái danh mục nữa đi. Danh mục giờ, danh mục gì bây giờ? Dụng cụ làm vườn đi. Nó không có cha, không có danh mục cha. Không có danh mục cha, nó là danh mục gốc luôn. Ảnh. Tôi kiếm một cái ảnh lên.
nhưng mà mình không có ảnh đây à. Lấy một cái ảnh này lên, mô tả đây là dụng cụ làm vườn. Được chưa? Bây giờ lưu, tôi đố các bạn lưu bây giờ có được không? Vì hả? Chưa có cái này á? Một, đúng rồi. Còn nữa? Image gì? Sao? Cái gì? Vì empty. Phải có cái này lên thì mới gửi được ảnh đúng không? Cái này học rồi, đúng chưa? Ngoài ra nữa là chúng ta có thể validate ảnh. Ví dụ search jQuery validate image. Ví dụ như này. Đây, chúng ta có thêm cái này nữa. Có thêm cái jQuery Validate, thêm cái extension này nữa. Ở cái cột đâu nhỉ? Cột này là cột name bằng image đúng không? Chúng ta sẽ phải thêm cái image, phải có thêm cái thuộc tính, cái extension là jpg này. Đúng không? Rồi gì nữa? jpeg này. Rồi png này. Rồi gif này. Tôi chỉ chấp nhận bằng này định dạng đuôi thôi. Còn những cái định dạng đuôi khác là tôi cho tách hết. Bây giờ còn cái những cái message các bạn tự sửa nhá. Tôi không sửa cái message cho các bạn đâu, kệ các bạn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ test lại. Reload này. Ảnh tôi chọn một cái file file doc lên. Thấy không? Please enter a value with a valid extension. Được chưa? Chúng ta sửa lại cái text này. Nếu mà các bạn chọn nó không đúng đuôi thì nó không cho chọn đâu. Desktop này. Đấy, tắt luôn. Được chưa? Lưu lên. Bây giờ chúng ta sẽ có category save as, nhưng mà chúng ta chưa có cái gì đúng không? Đây đúng không? Save as này. Save as này, chúng ta chưa có gì cả. Thế bây giờ làm sao? Ờ? Gì nữa? Name này, rồi gì nữa? Parent ID. Gì nữa? Description. Còn cái image ấy thì các bạn phải lưu nó vào đã rồi các bạn mới viết được vào đây chứ. Đúng không? Tôi sẽ có cái img này nhá. Tôi có thư mục public img này, xong rồi tôi sẽ tạo thêm một cái thư mục nữa là cái thư mục thôi, tạo trong public đi. Tạo thêm một thư mục nữa là thư mục upload. Được. Yeah. Upload xong rồi đây tôi để thêm một cái thư mục đây là category. Tức là ảnh của category sẽ nằm hết trong này. Thì tôi sẽ có là $file bằng cái gì? $ file của image. Được chưa? Xong nó if cái $file đóng mở ngoặc gì? Size mà lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ có cái file name bằng cái gì? Unique ID này cộng với cái chuỗi gạch ngang cộng với cái gì? Tôi không thích tên file. Có được không? Thôi rồi, làm dễ thôi. File đóng mở ngoặc name như này đúng không? Đúng chưa? Sau đó tôi sẽ có gì? Move upload the file từ cái
file, từ cái file này tmp gạch dưới name sang sang đây tôi sẽ để là chấm chấm string chấm chấm sược này, xong rồi public sược gì upload sược sược cái gì nữa category sược di chuyển sang thì sẽ di chuyển như thế này và lưu cả cái file name vào luôn. Nhưng mà chúng ta lưu ý cho tôi cái đoạn này, cái đoạn hint này này, cái đoạn này là cái hint đúng không, đúng chưa? Thì chúng ta tiến hành là bởi vì cái khi hiển thị ấy, chưa chắc đã hiển thị ở trong này đúng không, chúng ta có thể hiển thị cái danh sách này ở phía ngoài của trang chủ hơn nữa cơ, đúng chưa? Cho nên cái đoạn hint này chúng ta tạm thời giấu nó đi, tạm thời giấu nó đi, chứ chúng ta không để hint vào đây, cứ để public thôi. Còn ở tùy từng hoàn cảnh chúng ta sẽ có thêm trừ trừ cộng trừ trừ sược hoặc là không. Tạm thời ở đây chúng ta sẽ để là public không như này thôi. Được chưa? Tiếp theo ở trong này chúng ta sẽ là cộng với một cái chuỗi string là trừ trừ sược chấm chấm sược như này, cộng với cái file name. Đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ có là cái dollar model bằng trỏ đến image bằng dollar file name. Sau đó chúng ta sẽ có là model trỏ đến insert đóng mở ngoặc tiến hành là header location về cái gì category trừ list.php đấy, save đấy. Đầu tiên là tạo ra model này, sau đó là set các thuộc tính cho nó này, đúng chưa? Sau đó là kiểm tra xem có file hay không. Nếu mà có file thì chúng ta sẽ lưu file vào trong cái thư mục nào đấy. Sau đó là set thuộc tính image cho cái model bằng cái tên file. Và cuối cùng là lưu ảnh lưu dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Và cuối cùng là header location đi. Good job.